Dạ vâng, trung tâm điện tử Phạm Quyết Audio Lý Nhân Hà Nam xin được mến chào tất cả các bác. Và hôm nay là một buổi tối của ngày mùng 9 tháng 11 năm 2021. Thì trước mặt các bác là một trong những combo 4 dòng sản phẩm của TG Aquatic, hàng chính hãng của TG, bảo hành được 1 năm lỗi đổi mới trong vòng 1 tháng đầu các bác nhé. Và với một trong những combo thì có nghĩa là đẩy, vang, lưng, mic đều là hàng chính hãng của TG Aquatic. Và với 4 dòng sản phẩm này trị giá là 13 triệu 500. 13 triệu 500 là giá đã bao ship toàn quốc cho các bác. Và các bác rất phù hợp, các bác nào là mua về để nâng cấp cho gia đình nhà mình. Khi các bác có những cặp loa, các bác có những cặp loa ở nhà, thì đây là trong những 4 dòng sản phẩm phải nói là trong suốt thời gian qua làm mưa làm gió được rất nhiều các bác là phản ứng, gọi điện đến và nói rằng là TG Aquatic là những dòng trong sản phẩm phải đưa ra chất âm là quá tuyệt vời. Và với những dòng 4 dòng sản phẩm này thì được trung tâm kết ghép rất thành công. Và đầu tiên thì đó là một em đẩy 2 kênh với model là DK2.10L, sử dụng 32 sò Japan với 2 kênh, đạt công suất là 900W trên 1 kênh. Và các bác có thể là oánh được một cặp bát 40, hoặc là các bác có thể đánh được là 2 cặp bát full 30 cho nhá, là căng đét đẹp đẹp luôn. Sản phẩm thứ hai thì đó là một em vang cơ lai số với modem T9 Premium, hỗ trợ đường cổ quang, mắt sóng Bluetooth, và đặc biệt là em này có hát revert các bác nhá, hiệu ứng hang động. Đây bên ngay em, đây là revert này. Này em đang để số 4 các bác nhá. Nó sẽ kết hợp với thằng echo này, echo bên cạnh để tầm 9 giờ. Đấy, để đưa ra những chất âm quá tuyệt vời. Và bên này là có cả nút chống hú ở đây các bác nhá. Khi các bác chống hú là cái loa nhà các bác nó bắt chép nhiều thì các bác có thể ấn vào đây là sẽ chống hú. Còn khi các bác nhả nó ra là các bác hát thì nó sẽ trong hơn một chút. Đấy, tùy thuộc theo loa của nhà các bác. Và sản phẩm thứ ba thì đó là một em lưng tiếng CP900 Premium, hỗ trợ đường cổ quang, bắt sóng Bluetooth. Đấy, các bác có thể đưa cái đường nhạc vào em lưng này, em lưng này làm việc và đưa xuống vang, vang đưa xuống đẩy, và đẩy sẽ đưa tín hiệu âm thanh ra loa. Và em lưng này thì hỗ trợ đường cổ quang, bắt sóng Bluetooth, lưng tiếng nhạc, tiếng hát được âm sắc hơn. Và em này có thể các bác dùng súp, các bác cắm vào phía đằng sau lưng, đường ao của khu vực bát. Đấy, thì đây chính là tiếng bát tắt mở to nhỏ ở đây, và tiếng cắt tần số ở đây các bác nhá. Và sản phẩm thứ tư thì đó là một em mic không dây với model là M12 Pro, tay nắm màu én bạc vô cùng là xịn sò. Các bác ngắm nhà hàng chính hãng có thấy có tuyệt vời không ạ? Rất tuyệt vời. Đấy, hàng chính hãng các bác nhìn này, bóng lừ này, nét từng chi tiết. Đấy, phủ la lô chống xước các bác nhá. Đấy, nó sẽ khác biệt với tất cả những hàng fake hát rất nhẹ và bay, với hai cần anten các bác nhá, hai cần anten đây. Đấy, mặt sóng cực khỏe. Và cũng xin nhắc lại, các bác nào quan tâm thì cũng alo cho bên trung tâm bên em ở số điện thoại trên biển, các bạn hãy kết bạn Zalo để vào trang cá nhân cũng như đăng ký liên tục cập nhật, liên tục cập nhật những video bổ ích, những dòng sản phẩm liên tục về để phục vụ các bác. Các bác mua sắm cho gia đình nhà mình hàng chính hãng mà giá cả thì vô cùng là hợp lý. Và bây giờ thì trung tâm sẽ test một bản nhạc để các bác nghe đánh giá được chất âm.
Có bao giờ em nhớ anh không? Đã bao giờ em thương anh dù chỉ một lần? Hay chỉ là một giấc mơ mà anh nghĩ khi tồn tại bao giờ? Em đã từng khóc vì anh chưa? Chứ chưa từng vì anh là người mơ. Anh xin dừng để khóc em yêu thương. Tâm đơn không một ai biết rồi. Và các bác nào cũng quan tâm muốn mua sắm nâng cấp sở hữu cho gia đình nhà mình với một trong những bốn cấu hình, một trong bốn những dòng sản phẩm combo cấu hình TG Aquatic thì alo cho bên em. Xin cảm ơn các bác đã quan tâm và theo dõi.